Đại diện cho gia đình Phật tử Thanh Tâm và cũng là các ông các bà trong giới gia trưởng của giáo xứ, xin được nghe tin ông Du Xe được Chúa gọi về, chúng tôi xin đến để trước hết chia buồn với gia quyến, tăng quyến, và sau nữa xin được dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Du Xe sớm được về thánh nhan Chúa. Và giờ đây xin gia đình cùng với chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương tâm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng thân chan chứa, trao đổi cho đáng ngôi thánh đường. Lặng lẽ trong tiếng kinh cầu, đôi mi tuôn rơi lệ sầu. Đường đời ngày sau con bước, không còn có cha khi trời nắng mưa. Còn nhớ năm tháng êm đềm bên cha thương vỗ về, dịu dàng dạy con vui sống, mến Chúa yêu người, con nhớ đừng quên. Cha ơi, cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng. Cha ơi, cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hào gầy, ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi, cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, cha ơi, lòng con mẹ lâu quá con không có thăm mẹ, không ai chở con đi á. Dạ vậy thôi, mẹ nha. Dạ gì vậy nào? Nhớ nhớ nghe tiếng chị là nhớ rồi. Em giờ chỉ có sinh xong thôi, vợ em cũng bình thường chị ơi. Dạ. Cha ơi, cha ơi, dù cha đã khuất thì
con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hào gầy. Ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời. Đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa. Nhà đầu tiên trong xe mới gọi đến đây Chúa, giờ đây đại diện cho công đoàn giáo họ đến một hệ chúc là tên là chia của nhà đây. Có gì? Nói gì hôm nay là được năm mới cho em xe. Nếu anh còn thiếu sót là nào với Chúa, đối với tất cả chúng ta thì đáng là Chúa là cha chúng ta đã thử mọi người chủ rồi, mẹ con thì ông đặt về mẹ năm sáu rồi lớn rồi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương tâm phía một con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Cha ấm áp
khắp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu sao không thương người, tên
đường trần bao gian lao, mưa gió gọi thêm cơn đau, bước chân quá vùng tuổi thơ, cay đắng quên dần mộng mơ. Một hồi chuông lên khơi, tiếng đưa linh hồn một người, tiếng khóc trẻ thơ chào đời, nỗi tiếc khổ đau